Trong lúc mà mấy đứa nhỏ ở nhà đó, chúng ta làm một chuyến hồ tràm chẳng hạn. Nhớ riêng thư phòng của ba là không được vào đấy. Bye bye anh gái yêu của mẹ. Bắt đầu tiệc rượu mở màn đêm nay. Người ta đứng trên sân khấu, còn mày thì ngồi ở cái xó này. Con sẽ cho mẹ biết mấy đứa kia là người thật sự như thế nào. Diễn mãi không mệt sao? Con muốn sống như thế nào thì mặc con. Còn ba thì đi tìm hạnh phúc riêng của ba. Okay, okay.